Ngọc Anh đi đâu Ngọc Anh? Đây mấy cái bông mà đẹp không? 34 đồng một chậu mà nó sale còn 29 đồng, 30 cũng sale 5 đồng. Thấy mấy các bạn thấy mấy cái bông này đẹp không? Hôm đi vô bây giờ vô mùa xuân rồi các bạn, ấm áp rồi bắt đầu người ta trồng bông rồi đó. Đủ loại bông luôn rồi thấy không? Có cây bông bụp luôn. Đó, bông nhãn thọ rồi đủ hết trơn thấy ham các bạn. Đó, có bông nhãn thọ màu này vàng đậm, vàng huê. Phân chờ phân này sale mua ở đây đầu năm vô tới mùa xuân nó sẽ sale, ví dụ 5 đồng nó sale 50 trăm ớt còn 2 đồng rưỡi lúc đó mình mua. Ở đây mấy cái dừa, cái dừa bự ta, cái dừa này nhiêu có trái không trời, dừa này có trái luôn nè, dừa mình nè. Ngọc Anh đi đâu con? Oh my god, cây dừa này 119 đô nè các bạn. Còn này cây kiển 3 cây 199 đô. Cây dừa này dừa ăn trái luôn nè. Thế nè, nó ở Mỹ rồi nó trồng cái gì là nó có ấy hết. Đó đúng rồi, bà nó đúng rồi. 119 đồng cây dừa bự luôn. Dừa này trồng xuống biết mấy năm mới có trái ăn. Ngọc Anh nhà nó trồng cây dừa có chút xíu. Cây này 79 đồng. Chắc nữa mua cây dừa bự này trồng luôn á. Còn cây dừa nhỏ trong này cũng vậy, cũng 119. Này không biết để mấy năm có trái. Hai cây giống nhau cũng 119 không. Cây này giống gì, giống cũng y gan luôn. Nó bán gì các bạn lựa cây nào lựa. 119 đồng dừa đó, dừa ăn trái. Còn cái này dừa kiển. Dừa kiển còn mắc hơn nữa. Ô dừa này cũng có trái luôn à. Dừa này cũng có trái luôn mà dừa này bự hơn. Đó, cái dừa này bự hơn 159 đồng, 199 sale 59. Đó, còn mấy mày cái kiển. Còn mấy cái dừa này dừa kiển nè, chứ không phải dừa ăn trái đâu. Đó, dừa ăn trái cái này nè, cây này bự đẹp nè. Wow, cái dừa này đẹp quá không anh ơi. Dừa này 169, cái dừa này bự nữa các bạn. Này mấy cây cao, cao kiển. Đó, bây giờ mình chờ phân nảy sale. Bao này 8 đồng mấy, bao bự, còn bao nhỏ nó có 5 đồng. Mới muốn mình sẽ sale. Ngọc Anh, bạc hà, mông đúm gì. Nè, cây này nghe nói Việt Nam làm thuốc này, nó giống bạc hà. Bông đựng thử coi. Ông Mỹ gì cũng có thì các bạn. Cao kiển, dừa kiển, bông đủ rồi. Phát tài. Đủ ha. Đẹp chưa? Hôm nay trời quá đẹp và bầu trời trong xanh các bạn. Đó, đây đã giảm 20% ớp hết. Nó vài bữa nó còn sale nữa. Ôi, ôi, cái bông này, cái tím này đẹp trời. Bông màu tím đó không? Ok, xin chào tạm biệt các bạn nha.